Dạ thưa vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin trong ngày thứ bảy hôm nay với anh Việt Linh và Lê Ngọc đã có anh Việt Linh trên làn sóng của đài NVR. Xin chào anh Việt Linh. Dạ thưa vâng, trong những cái bản tin ngày hôm nay thì quý vị biết rằng là sau khi mà anh Thái đã tường trình đến cho quý vị những cái sự kiện nổi bật nhất trong tuần này thì thưa với lại anh Việt Linh, có những người mà chúng ta thấy họ lên tiếng từ Đảng Cộng Hòa mà anh em của chúng ta đã tường trình đến cho quý vị khán thính giả, thì không biết anh có ghi nhận được cái lý do tại sao những người này họ lên tiếng, tại sao họ dù rằng họ ở bên Đảng Cộng Hòa nhưng mà lại họ lại lên tiếng ủng hộ cho ông Joe Biden thưa anh? Thưa quý vị, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đang đến hồi kết thúc. Thành phần nào ủng hộ đảng nào thì cứ việc ủng hộ đảng đó. Đây là chúng ta nói đến thành phần người Mỹ chính gốc, tóc vàng, mắt xanh. Còn đối với những người Mỹ gốc Phi thì không cần đoán, mọi người đều thừa biết rằng hầu hết người Mỹ gốc Phi đều sử dụng lá phiếu của họ để tiễn đưa kẻ kỳ thị chủng tộc màu da số 1 của nước Mỹ về đúng với vị trí của ông ta, một tay buôn thần bán thân ở Trump Tower. Còn người Mỹ gốc Việt thì như thế nào? Mình có hai phe bên và trong rất rõ rệt. Phía những người cuồng Trump thì sẽ chỉ với một chủ thuyết trừu tượng bất di bất dịch rằng ông Trump sẽ đánh Trung Quốc giúp Việt Nam. Họ ngay đi ngay lại cái chủ thuyết này như những con trâu chậm chạp già mua, điếc nặng mắt mờ, không còn khả năng đọc và hiểu thế nào sự thật. Còn những người chống Trump, tại sao họ chống Trump? Kính thưa quý vị, họ chống ông Trump bởi vì họ không chấp nhận sự giả dối, kỳ thị, bạo quyền, thiển cận, tư lợi cho bản thân và gia đình của Donald Trump. Những gì ông ta đã làm đã đưa đất nước đến bờ vực chia rẽ, bạo loạn và chết chóc, tàn thương như ngày hôm nay. Những câu chuyện mà tôi muốn kể với quý vị hôm nay lại là một câu chuyện của một người Mỹ trắng thật sự. Đó là cô Ashley Carter. Cô ta là một người theo đảng Cộng Hòa từ rất lâu và là một nhà bình luận chính trị của NBC. Và cô cũng là thành viên hội đồng quản trị của nhóm phụ nữ Cộng Hòa Tiến Bộ. Đây là nguyên văn lời của cô: không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ rời bỏ đảng Cộng Hòa, nhưng bây giờ tôi lại quyết định bầu cho ông Joe Biden. Cách đây 4 năm rưỡi, tôi luôn nghĩ tôi là người thuộc đảng Cộng Hòa, một người rất trung thành ủng hộ đảng Cộng Hòa hết mực, cho đến khi Donald Trump xuất hiện và trở thành tổng thống Hoa Kỳ, là người của đảng Cộng Hòa. Cái đảng mà tôi từng biết bao nhiêu năm nay giờ đây không còn. Bây giờ đây chính là cái đảng của Donald Trump. Những mức độ tàn phá, hủy hoại của Donald Trump từ chính tiền thân của cái đảng Cộng Hòa này đã dần thay đổi hình dạng thành cái đảng Trump, đã khiến tôi không còn cảm thấy phải cần phải gìn giữ hay trung thành với nó nữa. Trump đã lừa những người ủng hộ tin rằng ông ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhưng đáng tiếc, tất cả những gì Trump làm là biến nước Mỹ trở nên tồi tệ hơn và yếu kém nhất kể từ trước đến nay, và phơi bày một phần đen tối cũng như sự nguy hiểm cho đất nước chúng ta, nơi có đầy rẫy sự thù hận, chia rẽ sắc tộc, phân biệt màu da, tín ngưỡng và giới tính. Những quyết sách chính trị bất nhất, lộn xộn đã đưa cái chính quyền này ngày càng chìm sâu hơn vào trong một vũng lầy thất bại. Nếu đất nước thân yêu của tôi còn phải chịu đựng thêm 4 năm nữa dưới thời Trump thì sẽ chỉ khiến nước Mỹ và người dân Mỹ yếu đi, nhiều người chết hơn, đất nước bị chia rẽ và đầy bạo lực hơn. Tiếng nói của nước Mỹ sẽ mờ nhạt và bị cô lập hơn trong chính trường thế giới. Tôi tin rằng đảng Cộng Hòa đã thực sự lạc lối và họ đã đi sai hướng của lịch sử. Hơn nữa, đảng Dân Chủ đã chào đón tôi và các cựu đảng viên Cộng Hòa khác với một vòng tay rộng mở. Và họ đã thể hiện thực sự họ có thể là những người có trái tim rộng mở, không phân biệt đảng phái, và tất cả chỉ vì đất nước này thôi. Tôi thật sự tin như vậy. Gần 4 năm trôi qua, với một Donald Trump, và đầy rẫy những chính sách liều lĩnh, những lời hùng biện gây thù hận, những quyết định độc đoán
chuyên quyền, thiếu khả năng lãnh đạo và vô số những sai lầm khác. Chắc các vị vẫn chưa quên những gì đã xảy ra kể từ năm 2016 cho đến nay. Phong trào Me Too, vụ đề cử Brett Kavanaugh, cuộc điều tra luận tội, rồi đại dịch coronavirus, suy thoái kinh tế, phong trào Black Lives Matter. Những sự kiện này, không ít thì nhiều đã ảnh hưởng từ quan điểm tự tôn, tự cao và tự kiêu cũng như coi thường mọi người của Donald Trump. Cuộc bầu cử này thực sự chính là một trận chiến sinh tử để những người dân Mỹ còn đủ tỉnh táo, sáng suốt, cùng đứng lên để lấy lại linh hồn của nước Mỹ. Và tôi tin rằng, những người đã từng là những cựu giới chức cao cấp trong Đảng Cộng Hòa, đã từng phục vụ dưới nhiều đời Tổng thống trước đây, đều nhận thấy những sai lầm và thất bại của Donald Trump. Họ sẽ cùng đứng lên với chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm được điều đúng đắn nhất. Đó là quyết định của những người thuộc Đảng Cộng Hòa, nhưng không ủng hộ Donald Trump, vì chính đất nước này. Trump đã lừa những người ủng hộ tin rằng ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhưng tất cả những gì ông đã làm là biến nước Mỹ trở nên tồi tệ và yếu kém nhất từ trước đến nay và phơi bày một phần đen tối cũng như nguy hiểm của đất nước chúng ta. Đại hội Đảng Dân Chủ đã nhấn mạnh đến nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và bạo lực gia đình, đã cho mọi người thấy được rằng những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã cam kết chống lại bất công và làm cho nước Mỹ trở nên tốt đẹp hơn bởi sự đa dạng vốn có. Với một chính phủ mới của Biden và Harris, phụ nữ sẽ thật sự được tôn trọng và có được tiếng nói, bao gồm cả những phụ nữ da màu. Tôi tin rằng họ sẽ thực hiện được điều đó, là điều đã bị thiếu dưới thời Donald Trump. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xem Đại hội Đảng Dân Chủ mà không đeo một cặp kính thiên kiến của Đảng Cộng Hòa. Tôi thấy tôi đồng ý với họ trong hầu hết tất cả mọi vấn đề. Hầu hết tất cả các diễn giả đều có tài hùng biện, ăn nói trôi chảy, thành thật, yêu nước thật lòng, và họ là những người thật sự có tài. Những người diễn giả của Đảng Dân Chủ đã nói về tình thương yêu, sự cảm thông, biết lắng nghe, sự hiểu biết, tình gia đình, lòng yêu nước, đã cho chúng ta thấy rằng cuộc bầu cử lần này thực sự có ý nghĩa quan trọng như thế nào, không chỉ đối với người dân Mỹ nói riêng, mà nhiều người dân khác trên khắp các thế giới nói chung. Đảng Dân Chủ, với những người đại diện xứng đáng, sẽ đem đến những gì tốt đẹp nhất cho người dân Mỹ, cho đất nước Mỹ, không những khôi phục một nước Mỹ thật sự vĩ đại trở lại trước khi Trump lên cầm quyền, mà còn khiến nước Mỹ sẽ trở nên bình đẳng hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người. Những người của thuộc Đảng Dân Chủ đã chia sẻ với dân chúng Mỹ những lời trung thực, cho biết họ sẽ làm gì để cứu vớt quê hương, một quê hương đang tan nát, chết chóc, đổ vỡ bởi bạo quyền gia đình trị của Donald Trump, một người bất tài và thiếu đức. Mặc dù chúng ta đang phải gánh chịu những ngày đen tối nhất dưới thời Trump, thì với Đại hội Đảng Dân Chủ, họ đã gửi tới những thông điệp thật tốt đẹp cho tất cả những người dân Mỹ. Diễn văn của ông Biden thành công quá sức tưởng tượng. Mọi người đều lo ngại vì mắc bệnh cà lăm từ lúc nhỏ. Ông có thể sẽ nói chuyện không được hay lắm. Nhưng trái lại, ông đã đọc trọn vẹn một bài diễn văn có thể nói là hết sức hùng hồn, mạnh mẽ và đầy thuyết phục. Tôi thật lòng muốn hoan hô ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden. Ông thật xứng đáng là một vị tổng thống của người dân Mỹ. Và bà Kamala Harris, với nét mặt rạng rỡ, thông minh, với nụ cười tươi tắn, với tài hùng biện trời cho, đã làm cho tôi và nhiều người Mỹ hết sức tán thành. Nhìn khuôn mặt hai người ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của Đảng Dân Chủ, tôi đã bật ra một sự so sánh với hai ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Hai sự khác biệt hoàn toàn. Một người chánh với lòng nhân hậu, hiền lành, thật thà, trái ngược hẳn với bản chất điều ngoa, dối trá và xảo quyệt hiện rõ trên khuôn mặt của Donald Trump. Và một người phụ với niềm tin tỏa sáng, quả cảm, quyết tâm và tươi trẻ, bất cần xứng
với nét thụ động, ayua, su nịnh, mờ nhạt biểu hiện trên khuôn mặt của Mike Pence. Đúng là hai nét tương phản rõ rệt, đã hiện lên rất rõ trên khuôn mặt của mỗi ứng cử viên của cả hai đảng. Một điều mà tôi tin rằng, không phải tôi, mà hầu như tất cả mọi người ai cũng thấy rõ, ai mới là người xứng đáng để dẫn dắt đất nước này vượt qua đại dịch COVID-19 một cách tốt nhất. Biết tôn trọng và lắng nghe những lời khuyên chính xác nhất từ các nhà khoa học. Biết cách cư xử với những bạn bè đồng minh trong sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Biết cách đưa người dân của nước này đến gần nhau hơn trong tình huynh đệ cũng như sự tôn trọng lẫn nhau. Lòng vị tha nhằm vượt qua sự giằng xé, xung đột chủng tộc đã âm ỉ từ bao thế hệ qua. Người xứng đáng đó chính là ông Joe Biden. Tôi nhận định điều này trên tư cách là một đảng viên của đảng Cộng Hòa, cái đảng mà tôi sẽ phải từ bỏ chỉ vì Donald Trump. Ông tỷ phú Michael Bloomberg cũng thế, một doanh nhân từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Ông đã vạch ra những lỗi lầm của Trump một cách rõ ràng và chân thực nhất. Ông đã cho người dân Mỹ biết lý do tại sao Trump giảm thuế cho những người không cần thiết, những người quá giàu như ông và biết bao nhiêu tỷ phú, triệu phú đang giàu có trên đất nước Mỹ. Bởi vì trong số những người được hưởng lợi đó, có Trump, có những bạn bè làm ăn của ông ta, có gia đình ông ta, những người thân của ông ta. Trong khi Donald Trump lại đi chặn bớt, cắt xén tiền tài trợ cho những người già cả, yếu kém, những người nghèo khổ nhất. Và với cựu Tổng thống Obama, tôi đã cảm thấy có nhiều tiếc nuối khi nhìn lại những thành quả của ông. Nhớ lại thời kỳ điều hành quốc gia rất hiệu quả của một vị Tổng thống khả kính, được nhiều người dân Mỹ và mọi người trên toàn thế giới yêu thích, ngưỡng mộ. Từ nhận xét này, chúng ta mới thấy được sự khác biệt. Nếu đem so sánh với Donald Trump, đi đâu cũng gặp sự phản đối, dè biểu của những người dân ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới, bị các lãnh đạo các quốc gia chê trách, ghẻ lạnh, bất hợp tác. Lúc trước, tôi thích ông, nhưng bây giờ tôi lại càng ngưỡng mộ ông hơn, ông Barack Obama. Cho dù ông bị Trump và nhóm cuồng Trump lôi ra mã lị, bêu xấu, dựng đứng những chuyện không có thật về ông. Đối với tôi, đó là thái độ của một người quân tử, một người trí thức thật sự, tư cách, sự giản dị, không xem trọng cái tôi của ông và cho chúng ta thấy ông là một viên ngọc quý, nổi bật giữa những người da màu và cả người da trắng. Theo dõi đại hội đảng Dân Chủ vừa qua, tất cả chúng ta đều cảm thấy phấn khởi, niềm hy vọng tăng lên dạt dào rằng nếu Joe Biden, Kamala Harris lên nắm chính quyền, họ sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho quốc gia này. Vì tất cả người dân, không như Trump, chỉ làm tư lợi cho bản thân và người thân trong gia đình, Joe Biden và Kamala Harris sẽ đồng lòng với chúng ta để xoay chuyển tình thế lụng bại, đổ vỡ hiện tại, nhằm vực nước Mỹ trỗi dậy thực sự mạnh mẽ nhất. Một đất nước Hoa Kỳ bình an, đoàn kết, công bằng, thịnh vượng, được thế giới tín nhiệm nhiều như trước đây, trước thời kỳ tăm tối lao dốc của Donald Trump. Từ bỏ đảng Cộng Hòa và trở thành một trong những người lên án ông Trump và những người ủng hộ, tôn thờ ông ta, những người cuồng Trump. Đây là một quyết định làm cho tôi cảm thấy hãnh diện nhất, thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nghe xong câu chuyện của cô Ashley Prater, nhà bình luận của NBC, người tuyên bố từ bỏ đảng Cộng Hòa và sẽ bầu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ, tôi cảm thấy một chút chạnh lòng khi nghĩ đến những người Việt cuồng Trump, những người có cùng màu da tiếng nói với tôi, nhưng vẫn buông lung bám lấy cái u mê cuồng tín, không nhìn nhận sự thật, không chịu đứng lên làm người, dù chỉ là một người bình thường thôi. Vì họ đã quen quỳ lụy, quen lạy lục những thứ ảo tưởng không có thật. Những lời dối trá từ vị tổng thống thứ 45 này của nước Mỹ, người đã đưa đến cái chết cho hơn 186.000 người. Vậy mà họ vẫn không nhận thấy. Người đã đưa đất nước này đến sự chia rẽ sắc tộc, đổ nát trầm trọng, làm mất niềm tin giữa những người dân Mỹ với nhau, dù khác màu da. Vậy mà họ vẫn không nhận thấy. Người đã quăng bỏ cái danh xưng đại cường quốc
mạnh và giàu nhất trên thế giới vào sọt rác. Chỉ vì tánh khí nhỏ nhen, con nít, đầy sự dối trá và ganh tị. Vậy mà họ những người cùng Trump vẫn không nhìn vào sự thật. Họ không nhận thấy điều này. Nhưng có điều tôi vẫn luôn tự hỏi. Tại sao hàng triệu triệu người trên thế giới đều nhìn thấy sự hủ bại, dối trá, bạo quyền, kỳ thị của Donald Trump đã đưa đất nước Hoa Kỳ trở thành tan hoang chết chóc như hiện nay? Mà tại sao những cọng rác bại não cuồng Trump trong cộng đồng Việt đang sống trên đất Mỹ này lại không thấy? Những gì bản thân Donald Trump đại diện là một căn bệnh ung thư gần như vô hình, báo hiệu sự kết thúc của một nước Mỹ đã từng mạnh mẽ và vĩ đại trước đây. Nhưng đến nay không sai chút nào. Nếu Donald Trump một lần nữa may mắn được ngồi lại trong 4 năm tới, bởi vì những quyết định gây hại đến nước Mỹ sẽ tiếp tục tạo ra những sự suy giảm và cuối cùng là sự kết thúc của quyền bá chủ và ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới. Cách lãnh đạo bốc đồng của Trump đã khiến chính sách của ông trở nên hỗn loạn, cũng như chế độ gia đình trị của Trump cổ võ bạo lực, hận thù và chia rẽ, thì thật rõ ràng nước Mỹ giờ đây chẳng khác gì như những nước độc tài như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Và sau cùng, kính thưa quý vị thính giả, sự thật thì lúc nào cũng vẫn là sự thật. Sự ngay thẳng, lòng yêu nước cùng chính nghĩa sẽ luôn luôn thắng sự giả dối, xảo trá, bạo quyền. Những người cuồng Trump không thấy. Nói đến những cọng rác bại não này, thì tôi lại nhớ đến một lời comment của một vị thính giả đã viết như vậy. Thành phần dân Mỹ có học hành tử tế, biết suy nghĩ và nhận thức đúng sai, thường nói với nhau rằng để giải thích sự tàn độc, ngu dốt và hủ bại của Donald Trump thì không khó. Nhưng để hóa giải sự cuồng Trump của những người khăng khăng cho hắn là vĩ đại, bất chấp những việc làm bại hoại, thì đó là một việc làm bất khả thi. Nhưng dù sao, tôi vẫn cứ hy vọng rằng vẫn còn rất nhiều người dân Mỹ thuộc nhiều màu da khác nhau, những người yêu sự ngay thẳng, hiểu biết, thấy được sự thật, họ và chúng ta sẽ là những lá phiếu rõ ràng nhất, sẽ tiễn đưa chế độ gia đình trị này đi vào dĩ vãng, để khép lại một chương lịch sử đau buồn với nhiều cái chết oan uổng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Xin trở lại với cô Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, trong 2 tuần vừa mới qua, khi mà tất cả quý vị khán thính giả mình đều cùng nhau theo dõi Đại hội Đảng Dân Chủ rồi Đại hội Đảng Cộng Hòa cho năm nay, năm 2020, thì qua những cái bài diễn văn thì chúng ta đều thấy được cái tính đa dạng về vấn đề chính trị, văn hóa, chủng tộc và những khó khăn ở cả hai đảng đang phải đối đầu. Do đó cái câu hỏi mà hiện nay đó thưa quý vị, người ta đang nói rằng liệu thật sự liên danh của Biden và Harris có thể vượt qua những cái khó khăn ở bên phía đảng Dân Chủ để giành thắng lợi cho kỳ bầu cử sắp tới, hay hoặc là bên phía liên danh của Tổng thống đương nhiệm, Tổng thống Donald Trump và ông Mike Pence cũng có thể vượt qua những cái khó khăn hiện nay với những cái vấn đề kỳ thị chủng tộc, với những cái ảnh hưởng mà người ta đang nói đến của thượng đẳng da trắng mà Tổng thống Donald Trump ủng hộ cái sự chia rẽ chủng tộc là một cái sự nhức nhối ở nước Mỹ. Thì liên danh nào có thể vượt qua tất cả những cái khó khăn này để giành thắng lợi cho ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 hay không? Cái câu trả lời chúng ta chỉ thật sự có cho tới ngày hôm đó mà thôi. Thì thưa quý vị, tiếp tục trong những ngày tháng sắp tới, ngoài những cái cuốn sách mà quý vị đã nghe rồi, thì trong tháng 9 này phải nói đến cuốn sách của ông Michael Cohen, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Thì qua khoảng 3.700 từ để mà ông mở đầu cho cái cuốn sách mà quý vị cũng đã nghe từ luật sư Duyên rồi Lệ Ngọc và các anh nói đến, thì thật sự trong cái cuốn sách này với cái tựa đề là Disloyal, a Memoir, một cái sự bất trung, thì cái ý chính thưa quý vị, ông đã nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã gian lận trong cuộc bầu cử với sự giúp đỡ của nước Nga. Thì tất cả những cái điều này chúng ta sẽ khám phá được trong cái cuốn sách này hay không, hay là bất cứ điều gì mà Michael Cohen nói về ông Donald Trump là luôn có một cái mô hình kinh doanh và cái cách sống của ông ấy. Thật sự tất cả những sự việc này
mọi người đều chờ đợi trong cái nội dung nguyên của cuốn sách. Thì không biết là anh Việt Linh, anh có ghi nhận được những gì về cái cuốn sách này để có thể tường trình đến cho quý vị khán thính giả trước khi mà cái cuốn sách này đến tay với lại quần chúng, thưa anh? Xin cảm ơn cô Linh. Kính thưa quý vị thính giả, nói đến cuốn sách của Michael Cohen sắp ra mắt thì được hứa hẹn sẽ là một quả bom cho nổ tung trước cuộc bầu cử tổng thống và sẽ vạch rõ ra cho công chúng Mỹ thấy rõ hơn bộ mặt thật của Donald Trump, một ông trùm lừa đảo, một kẻ hám danh và bạo quyền, một kẻ đam mê quyền lực với chế độ gia đình trị. Sau đây là một số những trích đoạn từ lời nói đầu của cuốn sách Disloyal của ông Michael Cohen, là một luật sư của Tổng thống Donald Trump trước đây, đã được cô Rachel Maddow thuộc đài MSNBC trình chiếu bằng phóng ảnh vào 13 tháng 8 năm 2020. Cuốn sách này chưa được phát hành, nhưng mà cô Rachel Maddow chỉ mới nhận được lời nói đầu của cuốn sách mà thôi. Và bản Việt ngữ của những đoạn nói trên là đại khái như thế này: ông Tổng thống muốn tôi chết phước đi, hay là để nói tôi nói điều này theo lối mà ông Donald Trump thường nói rằng, ông ấy sẽ chẳng màng gì nếu tôi chết. Đó là cách nói của ông Trump. Giống như một trùm băng đảng, sử dụng ngôn ngữ được tính toán cẩn trọng để chuyển đạt ước muốn hay đòi hỏi của mình, đồng thời cố ý dùng lối nói không trực tiếp để phòng thân. Con người thật của Donald Trump thực sự là một thực thể, là người mà rất rất ít người biết được. Nếu điều này nghe quá kịch tính, thì quý vị hãy suy nghiệm lại về quyền lực mà Trump đang có. Rồi quý vị hãy tưởng tượng đi. Quý vị sẽ cảm thấy như thế nào nếu ông ta nói rằng ông ta có thể bắn chết một người trên đại lộ số 5 mà vẫn không hề bị truy tố. Suốt hơn một thập niên qua, tôi đã từng là người quan trọng nhất trong những tay chân thân tín nhất của ông Trump. Ngồi trong gian phòng màu xanh lá cây vào một buổi sáng, khi đến làm chứng trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện, tôi cảm thấy như có một trách nhiệm rất nặng nề cho những gì sắp xảy ra. Vì một lý do nào đó, sau những gì mà tôi đã trải qua và sau những gì mà tôi đã để lại cho gia đình và quốc gia này, thì thời gian chờ đợi trong căn phòng này chính là lúc mà sự trọng đại của những gì sắp xảy ra hiện lên thật rõ nhất. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đang bị Trump xé tan nát. Sự ổn định về chính trị và văn hóa của quốc gia này đang bị đe dọa bởi một mối nguy cơ rõ rệt và hiện hữu có tên là Donald Trump. Và tôi đã đóng một vai trò chủ chốt trong việc tạo nên một thực trạng mới này. Đối với một nửa số người dân Mỹ, thì Trump thực chất là một tên lừa đảo bị Nga khống chế, đã từng nói dối và lương lẹo, lừa đảo để vào được Tòa Bạch Ốc. Và đối với một nửa số dân Mỹ còn lại, những người cuồng Trump, thì những vụ scandal mà Trump thông đồng với Nga đã bị coi là những vụ săn phù thủy. Đây là theo cách nói của ông Trump, do đảng Dân Chủ tạo nên vì không thể chấp nhận được sự kiện Hillary Clinton đã thua một cách sòng phẳng trong một cuộc cờ lật ngược hết sức bất ngờ trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ. Nhưng rất tiếc là cả hai bên đều sai, cả hai phía đều sai cả. Bởi vì tôi biết rõ là sự thật rắc rối và nguy hiểm hơn rất nhiều. Trump đã thông đồng với người Nga, nhưng không phải bằng những cách tinh vi bình thường mà những người khác có thể tưởng tượng ra được. Tôi vẫn còn biết là cuộc điều tra của ông Mueller không phải là một vụ săn bắt phù thủy như Trump đã từng nói. Chính xác là Trump đã gian lận trong vụ bầu cử cùng với sự hỗ trợ kín đáo của Nga. Và quý vị sẽ hiểu được gì qua cuốn sách này. Bởi vì đối với Trump, ông ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì dù có tệ hại, sai trái và tàn nhẫn như thế nào đi nữa, chỉ để thắng và thắng. Đó là chân lý sống của Donald Trump. Trong thời gian tranh cử, ông Trump vẫn đang đeo đuổi một vụ giao dịch bất động sản lớn tại Moscow. Ông ta cố len lỏi vào thế giới của Vladimir Putin và những tỷ phú tài phiệt tham ô, những người thân cận của ông Putin. Tôi biết, vì chính bản thân tôi đã lo vụ này cho Trump và mấy người con của ông ta nắm được những thông tin rõ ràng nhất. Trong lúc Trump thẳng thừng nói láo với người dân Mỹ là không có vụ Nga thông đồng, tôi không có giao dịch nào với Nga, nhưng đây đơn thuần
chỉ là một cuộc săn bắt phù thủy của đảng Dân Chủ mà thôi. Hãy tin tôi. Và điều duy nhất mà tôi có thể nói với sự chắc chắn tuyệt đối là bất cứ điều gì mà quý vị vừa nghe về tôi, về Trump, đều không đúng. Suốt hơn một thập niên qua, tôi là người đầu tiên mà Trump gọi đến mỗi buổi sáng và là người cuối cùng mà Trump gọi mỗi đêm. Tôi ra vào văn phòng của Trump ở tầng lầu thứ 26 của Trump Tower hơn 50 lần mỗi ngày để giải quyết mọi đòi hỏi của ông ta. Điện thoại di động của chúng tôi có cùng một danh sách tên của những người mà tôi cần phải giải quyết. Họ là những người nổi tiếng và giàu có và quen biết với Trump. Tôi có thể gọi bất cứ ai và có toàn quyền nói chuyện với họ thay cho ông ta trong tư cách là luật sư thân cận nhất của Trump. Và ai cũng hiểu là khi tôi nói chuyện với họ, những lời tôi nói đều có giá trị ngang như những lời nói trực tiếp khi họ nói chuyện với Trump. Ngoài vợ và những đứa con của ông ta ra, thì tôi biết tự hào tôi là người biết rõ Trump hơn bất cứ ai khác. Và trong một vài lĩnh vực khác, thì tôi còn biết rõ ông ta hơn cả gia đình ông. Vì tôi là chứng nhân của con người thật tại những họp đêm vũ khỏa thần, những buổi họp kinh doanh mờ ám và trong những khoảnh khắc thiếu đề phòng, ông ta đã lộ rõ ra mình thực sự là ai. Một kẻ gian lận, một tên nói dối, một thằng gian xảo, một đứa vũ phu chuyên bắt nạt và quan trọng nhất là một tên kỳ thị chủng tộc. Ông ta là một con thú săn mồi, một kẻ lường gạt. Đó là những điểm nhấn trong con người thật của ông Donald Trump. Trump có cả triệu người quen, bạn qua đường hay bạn làm ăn, nhưng Trump không có một người bạn nào thực sự đúng nghĩa là một người bạn tri kỷ. Ông ta không có người nào mà ông ta có thể tin tưởng để giữ kín những bí mật nhất của ông ta. Trong 10 năm qua, ông ấy đã có tôi và tôi luôn bảo vệ ông ta. Dù vậy, khi chia tay rồi thì cái giá như thế nào mà tôi đã phải trả chắc các vị đã nhìn thấy. Trump không có người bạn nào thực sự cả. Ông ta sống suốt cuộc đời mình chỉ với sự né tránh và lươn lẹo, tìm đủ mọi cách để né tránh trách nhiệm về những hành động của chính mình. Trump luôn chà nát, giẫm đạp bất cứ ai cản được ông ta. Và tôi biết tất cả những xấu xa đó của Trump được chôn giấu ở đâu, bởi vì tôi chính là người đã chôn giấu chúng. Tôi chính là người làm trung gian cho Trump và Putin bằng một đường dây liên lạc tuyệt mật. Tôi đã lường gạt tiền của những đối tác kinh doanh của Trump. Tôi đã nói dối về vợ ông ta, Melania, để che giấu những sự phản bội về tình dục của ông ta. Tôi bắt nạt và đe dọa bất cứ ai cản đường tiến đến quyền lực của Trump. Tôi là người hầu như đã làm tất cả mọi việc tồi tệ nhất thay cho Donald Trump. Từ vụ sắm tấm xuôi vàng tại một họp đêm tình dục ở Las Vegas, đến gian lận thuế khóa, đến giao dịch với những giới chức tham ô của Liên bang Xô Viết, đến việc tìm bắt và diệt trừ các âm mưu để bịt miệng những người tình thầm kín của Donald Trump. Tôi là chứng nhân cho tất cả sự bại hoại của Donald Trump. Khi đọc cuốn sách của tôi, chắc hẳn quý vị sẽ tự hỏi là quý vị có thích tôi hay không, hay là quý vị sẽ có hành động giống như tôi hay không. Thì tôi tin rằng câu trả lời sẽ là không cho cả hai câu hỏi này. Bất cứ ai trong lĩnh vực thi hành luật pháp đều sẽ nói cho quý vị biết rằng chỉ có những tên cướp mới thấu lộ được những bí ẩn về tội phạm của tổ chức. Nếu quý vị muốn biết băng đảng Trump hoạt động như thế nào, thì quý vị phải nói chuyện với những kẻ xấu. Tôi là một trong những tay chân xấu xa nhất của Trump. Trong những ngày nguy hiểm này, tôi nhận thấy đảng Cộng Hòa và những kẻ for Trump đang đe dọa hiến pháp. Và điều gây thảm họa nhiều hơn hết, đó chính là sự đam mê quyền lực của Donald Trump. Thời gian trôi qua, và khi nghĩ đến con người mà tôi đã biết quá rõ, tôi càng tin chắc rằng Trump sẽ không bao giờ chịu rời chức vụ một cách êm thấm khi thất cử. Trump và những thuộc hạ của ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để tiếp tục che giấu đi những sai lầm tệ hại của Donald Trump. Sau khi rời khỏi Trump, tôi đã mất đi rất nhiều thứ. Nhưng cũng đúng thôi, vì đó chính là hậu quả của những quyết định và lỗi lầm của tôi. Nhưng tôi có quyền được nói lên những gì xấu xa, bại hoại nhất của Donald Trump, để mọi người có thể nhận thức được về việc nền dân chủ và hiến pháp của đất nước này đang thực sự bị đe dọa bởi Donald Trump.
Kính thưa quý vị thính giả, đó là những lời trong lời nói đầu của Michael Cohen và cuốn sách sắp ra mắt của ông ta. Và chính xác thì tính từ hôm nay, chúng ta chỉ còn 66 ngày nữa thì tất cả những người dân Mỹ sẽ đi bầu tổng thống, một vị tổng thống mới cho một nhiệm kỳ mới. Trong những tháng ngày còn lại này, Donald Trump, ngay trong bài diễn văn chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, ông ta dường như không có một chút ăn năn nào về việc cố gắng xé toạc cấu trúc xã hội và sự cân bằng chính trị của người dân Mỹ. Ông ta đang gieo rắc nghi ngờ một cách có chiến lược để cố gắng làm suy giảm niềm tin của mọi người vào tính công bằng của hệ thống bầu cử ở Mỹ. Chính vì vậy, tất cả người Mỹ thuộc bất kỳ đảng phái nào cũng cần phải nhận thức rõ để chống lại một chiến lược hèn hạ như vậy. Thế thì, để kết luận câu chuyện hôm nay, chúng ta hãy cùng suy nghĩ lại tất cả chúng ta, đất nước này, đã có được gì trong gần 4 năm qua dưới thời của Trump. Xin thưa, đó là một nền kinh tế vững mạnh giả tạo, vì Trump chỉ ủng hộ giúp đỡ những người giàu có nhất. Thực sự thì giờ đây, nền kinh tế Hoa Kỳ đã sụp đổ như chưa từng sụp đổ trước đây. Trong khi những nhà lãnh đạo giỏi của các quốc gia khác như Australia, New Zealand, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, họ đã chống đỡ được COVID-19 và vực dậy được vững mạnh trở lại vì những nhận thức sáng suốt, anh minh, biết lắng nghe những nhà khoa học, y tế, thì với nước Mỹ này, Donald Trump chỉ biết lên online và tweet, cứ tiếp tục nói dối và đổ thừa, né tránh trách nhiệm, tạo ra những nghịch lý không cần thiết mỗi ngày mỗi lúc càng nhiều hơn. Trong gần 4 năm làm tổng thống, Donald Trump đã làm cho mọi người thấy rằng ông ta là một vị tổng thống không nguyên tắc, vì thiếu hiểu biết, thiếu tự tin, và nhất là ông không am hiểu về những tiến trình của sinh hoạt chính trị thế giới. Do đó, ông Trump là người khôn hay là người dại? Dĩ nhiên ông ta phải là một người rất khôn, bởi vì ông đã làm tất cả những điều mà những vị tổng thống tiền nhiệm không ai dám làm. Đó là đem chuyện tư vào chuyện công. Đó là sẵn sàng cấu kết với ngoại bang để hủy hoại, tàn phá đất nước này. Đó là sẵn sàng phá vỡ nền tảng vững chắc của hiến pháp và nền dân chủ của nước này. Đó là sẵn sàng nói dối, nói láo, đổ thừa và né tránh trách nhiệm, là những điều mà ông ta coi như đó là những chuyện bình thường trong đời sống hàng ngày của ông ta. Nhưng những chuyện bình thường này mà ngay cả các đời tổng thống của Hoa Kỳ trước đây không ai dám làm. Và đối riêng với bản thân tôi nhận định rằng Donald Trump là vị tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Giống như bao nhiêu triệu người dân nước Mỹ, tôi ước ao rằng phải chi nước Mỹ trong cơn khủng hoảng của đại dịch mà có được một người lãnh đạo giỏi, biết lắng nghe và dẫn dắt quốc gia, biết làm gương cho người dân noi theo, như các vị tổng thống, thủ tướng của các quốc gia như Australia, New Zealand, Hà Lan, Đức hay Đan Mạch, thì nước Mỹ ngày nay sẽ không thể nào có con số 186.000 những người đã chết và sẽ không có hàng triệu người thất nghiệp. Như vậy, kính thưa quý vị thính giả, từ những biến động của xã hội, từ những bất mãn của đời sống do Donald Trump trực tiếp hay gián tiếp gây ra, thì người dân Mỹ sẽ ý thức được tầm quan trọng của lá phiếu mà họ đang có trong tay, và họ sẽ tham gia cuộc đầu phiếu lịch sử trong năm nay tại Hoa Kỳ một cách thật đông đảo, chắc chắn như vậy. Và tôi hoàn toàn tin điều này sẽ xảy ra. Việt Linh xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào cô Lê Ngọc và xin kính chào quý vị thính giả. Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Linh và tất cả những gì mà anh Việt Linh vừa mới gửi đến cho quý vị. Thì khi mà chúng ta đã sống gần 4 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, nội dung cuốn sách Disloyal Memoir của cựu luật sư của chính Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen viết, đúng hay sai, hay là ông ta lại là một người nói dối, dù rằng trước đây ông ta đã nói dối, nhưng những cái sự thật mà ông ta viết ra có đúng hay không? Lê Ngọc nghĩ là trong tất cả mọi quý vị khán thính giả, dưới gần 4 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, chúng ta đã có cái câu trả lời, và cái câu trả lời đó do chính chúng ta đã thấy và đã nhìn được những gì xảy ra ở cái thời điểm hiện nay trong 4 năm. Lê Ngọc và anh Việt Linh cũng như là nhà báo Đinh Quang Thái trong ngày hôm nay chào quý vị với cái lời chúc những ngày cuối tuần thật là bình yên, thật là hạnh phúc. Xin kính chào.